Kính thưa quý vị, trong suốt 7 ngày khóa tu diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, vào ngày thứ 7 của khóa tu, Ni sư Thích Nữ Như Lan, trụ trì chùa Hương Thiền, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ tạ pháp kết khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 7 cho 540 vị tu sinh. Khóa tu nhằm tạo điều kiện cho Phật tử có cơ hội được trải nghiệm đời sống xuất gia, trở về trọn vẹn với đời sống tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, cũng như từ đó có thể hiểu rõ hơn về con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật giảng dạy. Xuất gia là lìa khỏi gia đình thế tục được sống đời sống an lạc giải thoát của người tu sĩ. Gieo duyên là vì chưa thực hiện được hoàn toàn đời sống xuất gia nên xin được kết duyên lành với chí nguyện xuất trần này. Tuy xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn hạn trong một khóa tu, nhưng đặc điểm quan trọng trong sức dây gieo duyên đó là những người xuất gia gieo duyên phải tuân thủ đúng theo các phép tắc chuẩn mực, các từ khóa tu tập giống như những vị xuất gia thực thụ. Và khi hết thời hạn xuất gia gieo duyên, vị xuất gia ấy phải xả giới trả y và trở về một đời sống cư sĩ như bình thường. Sau đó, vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão, chùa Hương Thiền tổ chức lễ phóng sanh các vị xuất gia gieo duyên hùng phước. 3.500 ký cá được thả về với thiên nhiên, tổng trị giá 70 triệu đồng. Phóng sinh là một hành động rất thiết yếu của người Phật tử, bởi nó sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng từ tâm, lòng bình đẳng, biết yêu thương chăm sóc những chúng sinh đau khổ yếu thế.